Rồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi chào em. Em giới thiệu về mình. Em tên là Võ Thị Huyền Trang. Năm nay em 29 tuổi. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại tỉnh Đắk Nông. À, em làm về gì em? Dạ, nghề nghiệp của em là giáo viên cấp 3. Dạy môn gì? Dạ, em dạy môn hóa học. Rồi, bạn giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên Phượng, đến từ Đắk Lắk. Em là đại diện thương mại cho công ty, một công ty Nhật Bản, chi nhánh ở Đắk Lắk. Ở Đắk Lắk luôn? Dạ. Đắk Lắk qua Đắk Nông cũng gần. Dạ. Bạn bao nhiêu tuổi? Dạ, em 31 chị ạ. À, tại sao mình lại đến với chương trình? Chị thấy em rất là duyên dáng, rất là dễ thương. Dạ, chắc là do duyên của em chưa đến đó chị. Mình đã có bạn mối tình nào chưa? Dạ, em có hai mối tình rồi ạ. Tình thứ nhất của em thì lúc đó em mới ra trường, nên là lúc đó còn non trẻ, nên là bồng bột lắm ạ. Rồi. Mối tình thứ hai thì em chia tay cách đây 3 năm rồi ạ. Bạn trai thì sao? Mình đã được bao nhiêu mối tình rồi? À, em cũng được hai mối tình rồi. Cũng là đều giáo viên hết. Ta nói bất quá tam ba bận, lần này là phải tới luôn nha. Dạ. Nhưng bây giờ bạn muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Cần cái sự đồng cảm, sự chia sẻ được. Và cái thứ hai là cần cái sự thủy chung. Về ngoại hình em nói chung là ưa nhìn là được. Bạn nữ, bạn tìm một người nam như thế nào? Dạ, em muốn tìm một người nam chín chắn, nghiêm túc, biết cách nói chuyện, biết chia sẻ công việc nhà với vợ và có chí chiến thủ trong công việc ạ. Về ngoại hình thì mình có... Dạ, về ngoại hình em chỉ cần dễ nhìn là được và cao hơn em là được ạ. Mình có ưu điểm, khuyết điểm gì không? Ưu điểm của em đó là luôn nỗ lực trong cuộc sống. Còn mọi người nhận xét em là luôn vui vẻ và rất là thích em vào bếp nấu ăn. Và khi đi dạy thì em thích đọc những cái bài thơ mà liên quan đến hóa học, giúp học sinh dễ hiểu bài hơn ạ. Bạn trai, bạn có muốn nghe cô giáo đọc thơ về hóa học không? Dạ, có ạ. Dạ, như vậy em sẽ tặng chương trình và anh một bài thơ tình về hóa học ạ. Nếu anh là bazơ, em xin làm axit. Để tình yêu bất ngờ, mãi trung hòa không kịp. Em thích làm axit có vị chát, vị chua, như hương vị tình yêu không ngọt ngào đầm thắm. Tính cách em quái lắm, đâu chỉ một proton, em cứ mãi lông nhông đi tìm OH khác. Anh phải dùng xúc tác mới tách được em ra, để dắt em về nhà xin lời bình hai họ. Em biến quỳ thành đỏ, anh biến quỳ thành xanh. Hai chúng ta làm lành, tình yêu ta sáng mãi. À, có đáp lại một cái món quà gì không? Dạ. Ca múa nhạc gì đó, đọc thơ gì đó. Em rất là kém cái vấn đề là nghệ thuật. Em hát giỏi về cái gì nhất? Em chỉ chơi được mấy môn thể thao. Em thường đá bóng với bóng chuyền với võ thuật. Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm của em thì ví dụ như là hôi chân. Có là cái khi mình mang giày mình bích bí vô mình mới hôi, hay là bình thường không cái gì hết nó cũng hôi? Dạ không, do mang giày bí quá nó mới hôi là chị. Dạ. Bạn học võ thuật hả? Dạ. Có biểu diễn một đoạn nào đấy? Xưa thì em có học võ cổ truyền thôi, nhưng mà giờ em đam mê gọi là boxing. Qua tôi coi chứ chứ. Rồi. Thì em xin từ nha, cô Dương đánh cái mặt chị Tường á. Đó, nhớ đánh chị ra đó nha. Dạ. Không sao, lỡ cũng không sao đâu. Bắt đầu. Dạ. Bên trái, tiếp tục. Dạ, chị cần. Thôi được. Đánh lại người kế bên không? Dạ, em không dám, chị Tường là thần tượng của em. Cho em bắt tay chị cả. Bắt tay được, bắt chân chết luôn ha. Dạ. Mà xuống. Ủa giờ bạn gái bạn không thích hôi chân rồi sao? Dạ cái đó thì em biết là tiểu phẫu được khoảng cỡ mấy triệu thôi. À vậy hả? Vậy dạ. Sau đó giờ không làm? Bởi vì không phải là không làm, nhưng mà cái đó cũng không có tốt. À. Dạ mình ngắt cái tuyến mồ hôi đó đi thì nó lại ra nơi khác. Ví dụ ra đầu hoặc ra ngoài da. À. Cái đó thì không có đơn giản xử lý được mà. Về nhà cứ ngâm rửa chân. Ngâm nước muối đó, rồi là xong thôi. Rồi giờ ok, dạ. Vấn đề gì nói cho vui vậy thôi. Em không thích cái điểm nào ở người bạn gái nhất? Dạ. Người vợ mình nhất? Em không thích ở người bạn gái nhất là cái tính hay nói một cái việc mà nói đi nói lại nhiều. Bây giờ mình đã quyết định tiến tới hôn nhân chưa? Dạ em thì cũng tùy vào cái độ chính của cái tình cảm giữa em với bạn nữ đó là như thế nào thôi. Gia đình có hối thúc gì chưa? Dạ gia đình thì cực kỳ hối thúc.
Ừ. Rồi mình có làm dâu không bạn? Thế thì nhà em có một mình em con trai, sau hai em gái. Nhưng mà em thì tùy bạn nữ, bởi vì em cũng có mua đất đai riêng rồi. Nếu như vậy thì mình có thể xin việc được cho bạn nữ chuyển qua bên đây được không? Nếu không được thì bạn nữ ở nhà nội trợ, mình có thể nuôi được vợ con mình không? Dạ được, cái đó thì chuyện bình thường của em thôi. Nhưng mà cái em nghĩ thì phụ nữ cần làm trao đổi giao lưu với những đúng rồi xung quanh môi trường. Hỏi bạn nữ ai lấy vợ gì bắt vợ ở nhà, ta đang là giáo viên mà. Không thì mình phải hỏi hết ý vậy mà. Bạn nữ có chịu qua làm dâu ở bên Đắk Lắk không? Dạ em làm dâu được ạ. Em rất thích được làm dâu và em rất là muốn được quan tâm chăm sóc bố mẹ chồng như là bố mẹ đẻ của mình ạ. Tốt quá. Quá. Dạ. Bây giờ em không thích gì người đàn ông nè. Dạ em không thích bạn trai lăng nhăng, gia trưởng. Có gia nhăng được không? Chắc là không. Được rồi, không có gia trưởng ha. Dạ. Hôm nay mình đi có người nhà ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ hôm nay em có hai bạn thân đi cùng ạ. Rồi. Dạ đây là bạn của em học chung đại học với em, hiện tại đang làm giảng viên ở đây ạ. Rồi chào bạn. Dạ chào, con chào chú Quyền Linh, chào cô Cát Tường ạ. Đáng lòng. Chào chú Quyền Linh á, thấy cô vui lắm. Dạ. Nhận xét về anh bên này á thì chắc là được 9 điểm rồi. Wow, 9 điểm là quá bạn, cao. Bạn mà chấm vậy là nói chắc em chịu rồi. Giáo này gì mà chấm rộng rãi dữ vậy? Hay là vậy dựa trên cái cơ sở gì mà chấm rộng vậy em? Thứ nhất là thấy cái chiều cao của anh cũng đạt, rồi nhìn cũng phúc hậu, điềm đạm. Công việc thì cũng ổn định. Tại vì từ thành phố Buôn Ma Thuột về chỗ Trang làm thì là 60 cây. Ví dụ như là thu xếp được thì làm việc được, hẹn hò được và có thể tiến tới hôn nhân ạ. Rồi, cảm ơn em. Quá chuẩn xác ha, bạn nhận xét quá chuẩn luôn ha. Có đi với ai không? Dạ, có, em đi với anh họ. Theo đánh giá của mình á, thì bạn này rất là xinh. Đầu tiên là rất là xinh. Dạ, em cảm ơn anh. Thứ hai là những cái điều mà bạn nói và yêu cầu về bạn trai á, thì mình thấy là hầu như là Phượng là đáp ứng những yêu cầu của bạn được. Dạ. Thứ nhất là Phượng cũng có chí cầu tiến, thứ hai là về nội trợ cũng nấu ăn rất là ngon. Dạ. Tuy là vẻ bề ngoài có vẻ là hơi lạnh lùng nhưng mà nếu mà tìm hiểu sâu thì Phượng là con người rất là tình cảm. Anh chấm thử điểm cô giáo bên này đi anh. Chắc là cũng phải xem 9.5 chị. Dạ, này hai giám khảo này chấm quá. Dễ quá. Dạ. Rồi cảm ơn hai bạn. Bây đó giờ là kéo màn lên. Ý kiến tham khảo thôi ha. Dạ. Còn chính quyết định vẫn là do mình. Kéo màn lên. Hai bạn có thể có 2 phút để trò chuyện. Bắt đầu. Dạ em chào anh. Dạ. Em có. Dạ. Em chào anh ạ. Dạ. Em mà hỏi trước đi. Khoảng cách giữa em và anh cách nhau 60 cây. Nếu như vậy thì anh sẽ tìm hiểu em như thế nào ạ? Anh sẽ thu xếp được là một tuần ít nhất là xuống một lần. Dạ. Bởi vì cũng thực tế là cái công việc của anh cũng nó hơi nhiều, nhưng mà anh hứa là một tuần ít nhất là xuống một lần, còn không thì bữa nào mà tốn được thì sẽ xuống. Tùy theo cảm hứng em dành cho anh á. Khi tối nào anh cũng xuống. Anh cũng đến đây là xác định thì gọi là mình cũng lớn tuổi rồi, anh tính là cũng để là lập gia đình. Những cái sự mà chuẩn bị cho quá trình lập gia đình ấy, thì anh cũng gần như là hoàn thiện, chỉ có thiếu cô dâu nữa thôi. Nên là anh cũng rất là mong muốn qua chương trình này thì được em đồng ý và chấp nhận. Em nghĩ thì hôm nay chương trình đã là nhịp cầu nối cho anh và em gặp nhau. Thì đó là cũng là một cái duyên gặp gỡ. Theo em thì cả em và anh cùng cho nhau một cơ hội để hai chúng ta có thể tìm hiểu. Nếu như chúng ta mà hợp nhau thì chúng ta sẽ tiến xa hơn ạ. Đúng rồi. Hết thời gian. Đắk Lắk và Đắk Nông có đồng ý bấm nút hay không? 3 tiếng đếm sẽ biết điều đó. Bắt đầu. 1 2 3 Hai bạn thật nhiều hạnh phúc. Cảm ơn chương trình ạ. Hey, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Cho anh xin phép anh hôn tay em gái được không? Dạ vâng ạ. Chững chạc mà vui tính, không gia trưởng, lại đừng có tính đàn bà là được. Em thì khá khó tính, em bản chất em thì rất là vui tính. Cặp
đôi đầu tiên là món quà kỷ niệm 3 năm ngày gặp gỡ của bạn muốn hẹn hò. Hy vọng cặp đôi thứ hai cũng như vậy, cho ngày vui hôm nay được trọn vẹn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Thôi bạn nữ giới thiệu về mình đi. Em tên là Lê Thị Kim Yến, năm nay em 23 tuổi. Hiện tại thì em đang làm việc ở khoa dược bệnh viện Nhi Đồng 1. Và quê em ở Long An. Về Long An, lên thành phố làm. Mời bạn nam giới thiệu. Em tên là Lâm Gia Thiện, em 25 tuổi. Em sinh ra tại Quảng Ngãi nhưng mà hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ, em đang kinh doanh tự do tại nhà, xe máy rồi các điện thoại online. À là dạ. Mình kinh doanh xe cũ phải không bạn? Dạ đúng rồi ạ. Cũng giỏi, còn trẻ mà bắt đầu biết lập nghiệp ha, biết kinh doanh. Thôi bạn nữ mình giới thiệu một kỹ một chút xíu về công việc của mình. Mình làm ở mảng nào? Ở nhà thuốc á chị. À mình bán thuốc. Dạ đúng rồi. Chưa có mối tình nào hả? Dạ chưa. Tại sao? Chắc tại em kén quá, với lại bên cái ngành của em mà đa số là tiếp xúc với nữ không? Em kén là em kén sao? Cái tiêu chuẩn của em như thế nào? Ví dụ anh chị hay ai giới thiệu cho người nào cái em cũng nhìn ra được cái điểm nào đó để em không có chọn cái người đó. Bạn trai thì nên chững chạc nhưng mà vui tính, không gia trưởng, với lại đừng có tính đàn bà là được. Bạn trai có tính đàn bà? Dạ không chị, em thì khá khó tính. Em bản chất em là rất là vui tính, nhưng mà khi vui tính thì vui, nhưng mà cái lúc nào nghiêm túc thì nghiêm túc ạ. Mình có trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ hiện tại thì em trải qua 3 mối tình, nhưng mà mối tình sâu đậm nhất là mối tình đầu tiên. Chia tay cách đây cũng hơn 2 năm, gần 3 năm rồi. 25 tuổi 3 mối tình hả? Dạ không, dạ. Được mà. Nói mối tình vậy thôi chứ có mối tình chỉ kéo dài khoảng một tháng mấy thôi ạ. Mình giới thiệu một chút xíu về điểm mạnh và điểm yếu của mình. Ưu điểm của em là vui vẻ yêu đời, tự lập, nhưng mà nhược điểm là hơi nhát. Hơi nhát cho nên hơi rụt rè. Mình có sở trường gì không? Em cũng nấu ăn được. Chúng tôi xin hỏi một bạn trai với Thí nữa. 25 tuổi tuổi đời còn rất trẻ. Mà bạn đã kinh doanh đủ thứ ngành nghề rồi. Bắt đầu kinh doanh từ bao nhiêu tuổi? Kiếm ra cái đồng tiền đầu tiên thì từ khi là 9 tuổi. Ba mẹ nhà em thì hồi trước là có kinh doanh về tạp hóa, nên là em lấy hộp quẹt á, em đi bán, em lấy cái tiền vốn đưa mẹ em, còn tiền lời mình lấy để mình mua đồ chơi của mình á. Dạ. Giỏi vậy ta, 9 tuổi biết làm điều đó đó hả? Mình muốn được cái gì thì mình phải làm. Dạ, chứ em không phải sống một cách thụ động. Rất giỏi. Dạ. Bắt bạn gái. Hãy phục bạn điều đó. Để tôi xem cô gái bên đây thế nào nha. Ồ, chào bạn, cô gái rất là xinh xắn. Dạ, cảm ơn anh. Chàng trai bên kia phải nói đầy khát vọng luôn. Dạ, em thích người chín chắn. Thích người chín chắn. Anh có to con không anh? To. Gì to vậy hả? Bạn không thích gì người đàn ông? Không thích hút thuốc. Phải biết uống rượu nhưng mà không đừng uống nhiều. Vì làm rễ miền Tây cũng phải biết uống chút xíu. Từ từ, không sao đâu trời ơi. Miền Tây uống là nhiều nhất Long An á. Rồi sao nữa? Với lại có chuyện gì thì phải chia sẻ với em. Anh rất là ưa chia sẻ. Mà anh chia sẻ nói rất là nhiều luôn á. Rồi mình có thích lãng mạn không? Dạ thích. Trời, để anh hỏi chàng trai thế này đi. Gái xinh lắm. Bạn ấy thích lãng mạn. Là em thích cao to hay sao? Dạ, thích có thịt để em ôm. Thích có thịt để em ôm. Em hình dung ra cái anh bển như thế nào? Chắc là cũng vừa người. Dạ, em thích giống anh Quyền Linh vậy. Mập mập vậy đó dạ, hả? Dạ, nhìn thì chững chạc nhưng mà vui tính, nói chuyện rất là anh hơi mập đó nha. Vậy đó hả? Thôi để chị coi coi sao. Mập, chàng trai bên đây mập tròn quay. Trời ơi, đứng lên coi. Có lắc vòng không? Dạ không. Hồi trước thì em 63kg lận, nhưng mà do em đi làm á, em ở một mình nên là em chỉ ăn ngoài thôi, em không nấu. Chỉ còn có 57kg thôi. Ba mẹ muốn là có gia đình để cho có một người nào đó cũng như nội trợ cũng như. Nhưng mà cái khả năng vẫn có những lúc mập mạp rồi đúng dạ, không? Dạ em rất là dễ lên ký. Thì em mập là cái mặt em mập trước nên là em không thích mặt tròn. Cỡ tròn tròn mà giống Nguyên Linh em không thích rồi. Con đường ông này ăn ở làm sao mà tôi ngồi xuống đi em. Tốt cho mà thì qua đây chê tôi ha. Mình có sở trường gì không? Có mấy tài lẻ, ví dụ như giả giọng hay là gì đó. Em giả giọng vùng miền á chị. Rồi em giả giọng miền Bắc đi. Chị phải nói đi nội dung em mới trả lời được. Thế em muốn nói gì em cứ nói. Em thì em không có biết gì cả, chị cứ hỏi đi em trả lời. Nội giọng miền Trung. Em nội giọng Huế. Nói em trúng là chị trả. Rắn cũng chi cho em nội. Em nội nhiều. Không, bây giờ em đang thử thách thôi chứ em không có phá tiếng môn. Em nói cho vui chứ. Miền Tây. Trời ơi, miền Tây em nói rồi em không biết gì hết trơn á trời á.
Rồi, như vậy cũng cảm giác gọn gàng chút rồi ha. Có chuẩn bị gì để kết hôn chưa? Dạ, thì em cũng đã có nhà riêng, cũng chưa có trả xong. Trả góp? À. Dạ, không có phải trả góp mà mình mượn để mình mua. Mượn ai vậy? Kế hoạch bao lâu nữa? Mượn ba mẹ. Ba mẹ rồi, khỏi lo. Chuyện khỏi lo. Thôi vậy được rồi. Trời ơi, cặp này về em biết ăn nhiêu cho mập à. Em có đi với người thân không? Em đi với anh rể ạ. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Bạn em gái bên đây xinh, hiền. Chắc hai bạn có thể cho nhau cơ hội để tìm hiểu và hẹn hò với nhau. Thì theo nhìn nhận quan điểm của em thì hợp, nhưng mà hai người phải tìm hiểu rồi cho ý kiến của hai bạn. Rồi, mình có đi với ai không em? Dạ em đi có bà nội ạ. Dạ, chào cô Cát Tường và chú Quyền Linh. Dạ, dạ. Bà nội thấy cũng như bên chú bên kia cũng vậy đó. Thấy ốm quá nội. Nội thấy sao nội? Thì nội cũng đâu có mập đâu. Thấy cũng nội được đó. Hiện giờ cũng để cho hai cháu thì tự tìm hiểu. Ông nội có gì muốn nói với cháu rể không? Bà nội muốn cháu sau này về ăn nhiều lên nha. Dạ. Con hứa nếu mà con có duyên với bạn chơi á thì con hứa sẽ cố gắng lo cho bạn đầy đủ, cũng như là mình sẽ đồng cam cộng khổ với nhau. Dạ. Được chưa nội? Dạ được rồi chú Hoàng Linh. Cảm ơn nội, chúc nội khỏe. Hôm nay mà có nội tương lai đi là ngon lành rồi nha. Nội dạ. Chứng kiến bây giờ bạn lĩnh lắm á. Rồi bây giờ cho hai bạn trẻ gặp mình nhau đi. Mình sẽ có 2 phút để gặp nhau, kéo màn. Nào. Chào em. Anh tặng em. Em cũng có quà tặng anh. Cảm ơn em. Em muốn muốn đi làm hay là mình chỉ muốn ở nhà thôi? Em xu hướng là người phụ nữ của gia đình, nhưng mà em vẫn muốn đi làm để có cái riêng của mình chứ không có lệ thuộc vào chồng. Em có khi nào em nghĩ qua bức màn anh là như thế nào không? Dạ không, em rất bất ngờ. Bất ngờ? Dạ, ngoài sự tưởng tượng của em. Nó mở mộng hay sao? Dạ không, nó tốt hơn là em nghĩ. Thì anh cũng mừng hả? Nãy nó thích mập, bây giờ nhóm nhách là la hơn bình thường. Dạ nhưng mà ảnh nói là ảnh dễ tăng cân. Em tính khi nào là kết hôn? 1-2 năm nữa thì cũng được. Dạ. Mà anh có chịu được tra tấn âm nhạc của em? Bình thường ở nhà anh cũng hay tự tra tấn mình á, nên là anh cũng quen rồi. Dạ. Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai. Tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được ân cứu rỗi. Và con tim đã vui trở lại, và tình yêu đã dâng về người. Cho một đời nguyện yêu mãi riêng người mà thôi. Hết thời gian. Hãy lắng động lại và nghe nhịp đập trái tim mình. 1 2 3 Nội vỗ tay quá trời kìa. Chúc mừng cặp đôi này nha. Rồi, hai bạn nắm tay nhau đi. Xin phép nội đàng hoàng. Con dạ, sẽ tìm hiểu nhau. Nội, em ăn lỡ nắm rồi. Đó, thích đi xem phim là có vé đây, xem phim. Vé xem phim. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng trên các hệ thống của Áo Cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Em về trước thì em có thể là vô bếp nấu ăn. Theo em thì chồng phải có cái tài chính tốt hơn thì cái phần mà nấu nướng có thể là phụ. Và ngày hôm nay thì không biết là Cát Tường có mát tay để mai mối cho cặp đôi này hay không. Chàng trai đã ngồi đây thì nãy giờ, còn cô gái đâu? Thường phải ra mời cô ấy vào. Đợi Tường chút xíu nha. Dạ dạ. Trời, bạn gái rung tay lạnh dữ. Đây đây, tới rồi cưng. Quẹo quẹo quẹo, đúng rồi, ngồi xuống nha. Rồi có chị Tường kế bên, tự tin lên nha, không mở mặt nạ đâu cho. Mở mặt nạ đi bạn trai. Rồi quá xinh. Rồi chào em, bạn trai giới thiệu đi cưng. Em xin chào chị Cát Tường.
quý khán giả. Em tên là Lê Ánh Kiệt, em sinh 1989, thì tại em đang làm việc và tại Bình Dương. Em làm bên phòng bảo trì chuyên về điện và máy móc. Ghê vậy, hồi đó giờ có bị điện giật lần nào chưa? Dạ chưa, trước khi làm mình phải kiểm tra kỹ. Đúng rồi, phải an toàn là trên hết ha. Dạ đúng rồi. Quê ở đâu? Em quê ở Cà Mau. Rồi, mời bạn gái. Dạ, em chào chương trình, chào chị Cát Tường ạ. Em tên là Lê Thị Anh Đào. Nguyên gốc em ở Hậu Giang, hiện tại là em đang ở chung ba mẹ ở dưới Đồng Nai. Ủa nếu vậy hai người coi có gần gần nhau không? Dạ, gần chị. Rồi mà gần bao lâu mới qua thăm bạn gái được một lần? Thì chắc em nghĩ phải chủ nhật em nghĩ. À, hai người cùng họ Lê ha. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì Đào? Hòa đồng, vui vẻ với lại là biết nấu ăn. Điểm yếu của em là hay quên. Có những vấn đề là em nói qua rồi em không suy nghĩ lại là em hay quên. Nhiều khi người ta nói em vô tâm. Mà mình có vô tâm thiệt không? Hay là mình để hay quên thôi? Thiệt. Rồi, còn em? Điểm yếu của em thì không biết hát. Nói chung mà không biết thể hiện tình cảm của mình với bạn khác giới dạng người yêu mình đó. Em thì em có suy nghĩ dạng chỉ là hành động thôi. Chứ là nói thì đôi khi ta nói là một cái ấm lòng tốt không bằng một cái miệng khéo. Cho nên là em chỉ là hành động để chứng minh tình cảm của em thôi. Điểm mạnh của em là biết nấu ăn, chị nhặt trong nhà, chăm trẻ con. Chăm con ai? Con của anh hai. Ừ, em đang sống chung với ai? Dạ, em sống một mình thôi. Nhưng mà em về quê em hay chăm cháu. Vấn đề em biết làm việc nhà, em biết nấu ăn. Nhưng mà em ví dụ sau này em lấy vợ vậy em nghĩ em có phụ vợ không? Em phụ chứ, vợ chồng đi làm về ai cũng mệt. Em về trước thì em có thể là vô bếp nấu ăn. Em có thích chồng mình phụ mình trong công việc bếp núc không? Có chị, nhưng mà cái mục tiêu em thì chồng phải có cái tài chính tốt hơn. Thì cái phần mình nấu nướng có thể là phụ. Phụ nhau bây giờ, quan điểm bây giờ bình đẳng rồi ha. Dạ. Nam nữ gì cũng như nhau, mình hỗ trợ nhau thôi. Tình trường? Em có hai mối tình. Một mối tình là hồi trước anh nó đi bộ đội nên rồi em chia tay. Còn một anh sau này quen gần đây là chia tay 3 năm thì anh này hay ghen ạ. Rồi bao lâu rồi không có bạn trai? Gần 3 năm. Cảm giác là lòng tin của mình không phải là mất lòng tin nhiều. Nhưng mà vậy là em muốn quen là mình sẽ kết hôn. Cho nên kiếm người đúng người thấy được luôn rồi. Dạ, mình tìm hiểu rồi kết hôn luôn phải không? Dạ. Còn em tình trường mình sao? Em thì có hai mối tình. Một mối tình hồi sinh viên. Với một mối tình là chia kết thêm khoảng 3 năm. Bạn nó đi du học. Cho nên là ta mặt bất lòng. Rồi còn liên lạc với nhau không? Dạ không. Cho nên là bao nhiêu lâu rồi không có bạn gái? Dạ cũng khoảng 2 năm rồi chị. Lý do tại sao không để ý ai hay là cũng chung được tính của em thì nghiêm túc trong chuyện tình cảm đó chị. Cho nên là em chỉ tập trung vào công việc chính của em hiện giờ thôi. Bây giờ em đã thực sự muốn kết hôn chưa? Dạ muốn à, gia đình cũng khó thúc. Nếu mà được thì bao lâu nữa em tiến tới hôn nhân? Có thể là trong năm nay hoặc là sang năm cũng được. Mẫu người em cần tìm là người như thế nào? Không có gia trưởng. Người nào là phải có ý chí cầu tiến. Và biết quan tâm chia sẻ. Về ngoại hình thì em mong muốn tìm một người như thế nào? Cao thường mới 6-8 cho nên không hút thuốc. Chị có hút thuốc không em? Dạ không chị. Có nhậu nhẹt gì không? Nhậu cũng có gai gai đôi khi trong giao tiếp mà chị. Có gia trưởng không? Gia trưởng thì không, em nghĩ miền Tây không có gia trưởng đâu. Miền Tây thì không có gia trưởng. Em thử kể 4 điểm nổi bật nhất của em thôi. Em thấy là em trầm tính. Trong giao tiếp em rất là rõ ràng về vấn đề mặt phẩm. Thứ ba là thường thường trong gia đình đó em hay ôn hòa, đối xử với mọi chuyện khác bình thường. Không có dạng là trên hay là ỷ với lại vấn đề gì. Em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Em thì đơn giản thôi. Quan trọng là bạn gái đó thương em và thương gia đình của em. Ý anh nói là thương gia đình nhỏ của em đó. Cùng em xây dựng hạnh phúc là được. Về ngoại hình? Không cần thiết lắm chị. Miễn sao ấm lòng của họ được. Không cần thiết ngoại hình, chắc không? À, đâu cho coi hình, có hình em theo không? Đây, em sẽ tìm xem bạn nữ là ai trong số những cô gái đó. Rồi kiếm đi. 1, 2, 5 anh, nhưng mà một anh đeo mắt kiến, anh bịt mặt rồi. Coi như còn lại 3 anh thôi, chọn đi. Anh ấy là ai? Dạ. Đâu? Anh này. Anh đó, lý do tại sao em chọn anh đó? Em thấy cái cách nói chuyện thân thiện. Em cảm giác vậy thôi. Nhìn cái mặt này là biết thân thiện luôn hả? Em cảm giác vậy thôi, không biết. Rồi em cứ giữ đi, giữ đi, để chị mở cửa trái tim ra để em coi đúng hay không nha. Giữ nguyên. Dạ. Đó, chọn được chưa? Rồi bạn này là trong tấm hình kia là bạn nào đâu? Là bạn này quá. Sao hai tấm chỉ hai người khác nhau vậy? Em thấy khuôn mặt giống mà. Trời đất ơi, hai tấm hình mà chỏ chấm hai cô khác nhau nữa. Cô này. Dạ. Là cô này. Tào lao. Không thể thẩm mỹ em kém đi trời. Quá kém. Không phải, hai cô đó là không phải nha. Cô này là không phải cô này. Nói cho biết trước.
Dạ, chọn cô nào chọn đi. Trời ơi, ông nhìn hai tấm hình ông soi mà ông không biết luôn kìa. Sao? Em chọn không ra thiệt. Trời ơi, ông tỉnh lại giùm tôi các ông ơi. Hình hai tấm hình này khác chị. Làm sao? Nhưng mà bây giờ chọn cô nào? Dạ, em chọn cô này. Vậy là cô nào? Này. Ờ, rồi cầm nó đi, ngồi đó rồi coi. Mời quý vị chúng ta sẽ thưởng thức cái màn chọn người. Sai quá sai luôn. 1, 2, 3, mở cửa trái tim. Đúng hay sai? Em tặng bông. Ờ, tặng đi rồi phạt sao cưng. Đưa qua, rồi. Dạ, em cảm ơn. Dạ, em cảm ơn bà tặng anh. À, anh cảm ơn em. Giờ bình tĩnh chưa? Dạ. Rồi coi cầm hai tấm hình lên. Cổ là ai? Dạ đúng. Đúng đó, đúng ai? Dạ đúng. Đúng đúng nào? Ở đây. Trời đất ơi. Coi hình rồi mà vẫn là cổ đây luôn hả? Đúng luôn hả? Nói chung... Sai nữa. Trời đất ơi. Thấy rồi mà vẫn sai. Trời đất ơi, ông chỉ hoài nãy giờ đây. Chọn cô này. Hỏi cô này trên đây á, cô này là cô này. Là thấy sai quá sai rồi nha. Cái ông cuối cùng chọn lại. Vậy cô này. Rồi mở lên rồi, dạ ai? Dạ cô này luôn. Vậy là thích cô đó đó, kiếm mấy cô đó giới thiệu cho ảnh đi. Bạn em cứ kết hôn rồi. Chết rồi, xong luôn. Giờ sao em? Sao em bậy quá vậy? Nhà trong khi cổ chọn đúng em hình chọn em đúng nha, rồi, đúng rồi, chọn đúng rồi. Vậy em muốn phạt ảnh gì đây? Phạt anh hán đi. Hồi nãy em mới nói rồi em biết hát. Để, đó vậy tao mới phạt. Vậy mới phạt mà. Thôi bây giờ em làm mấy câu thơ đi. Tại vì thường thường em rảnh em cũng hay làm thơ. Được không? Rồi, mời em. Xa nhau, dạng dặm đường thiên lý. Gặp lại. Gặp gỡ. Làm lại, 2, 3. Xa nhau, dạng dặm đường thiên lý. Gặp gỡ lần đầu, thả kết nghĩa cho em. Nếu mai này gặp lại xin quên nhau. Đời anh nghèo, nhiều mặc cảm. Kiếp sống anh nghèo, chẳng dám yêu ai. Anh yêu em, nào đâu dám nói. Biết bao giờ em hiểu được lòng anh. Mới gặp mà đã triết lý xa nhau rồi, nghe buồn quá. Thôi được rồi, phần phạt coi như cũng xong. Thơ cũng hay ha. Rồi, mở quà coi là cái gì nè. Em mở được không? Dạ được. Quà tặng mình không mở được chứ. Ý tính không cho tôi coi cái gì? Dạ, cái đồng hồ rất là xinh xắn chị. Ý nghĩa gì vậy em? Thì em thấy là tuổi trẻ thì quý báu nhất để mình trân trọng là cái thời gian. Thì mỗi sáng cái thời gian mà cứ reo lên á sẽ nhớ tới em. Nắm bắt thời gian, có cái gì ở trọng nữa kìa. Đọc coi. Thời gian nói lên tất cả sự chân thành. Mong một buổi sáng vậy anh lại nhớ Sakura. Nhớ gì? Sakura. Hay là em tên là anh nào? À, Sakura. Đào vườn ra hoa, cành lá rơi đẹp vẫn trăng tà. Biết không? Biết bài đó không? Chán về thôi, bỏ qua đi. Rồi bây giờ á, cái ấn tượng đầu tiên khi mà vừa mở cửa trái tim ra thì em có ấn tượng gì với cô gái này? Em thấy bạn những tên này cũng xinh, dễ thương. Miền Tây thì em nghĩ là ai cũng xinh và dễ thương hết. Vậy là em gặp ai em cũng khen dễ trơn? Không chị, đôi khi mình gặp bạn nào á, miền Tây cũng nói cái câu là bạn rất là dễ thương, xinh. Xinh ở trong tính cách của họ. Chứ không phải là mình xinh dễ với vẻ bên ngoài của họ. Nãy giờ thì em thấy bạn ấy cũng hòa đồng, dễ thương. Còn em ấn tượng gì với ảnh khi mà mở cửa trái tim ra? Ấn tượng đầu tiên là gì? Cảm thấy vui là mình chọn đúng. À, chọn đúng cái người trong hình đó phải không? Nhìn cái hình ảnh mình cũng giống là một cái gọi là có cái gì đó chút xíu là linh cảm. Rồi. Nên mình thấy cũng có vui trong mình vui trong đó. Bây giờ thì Tường sẽ dành cho hai bạn ít phút để chúng ta trò chuyện với nhau, nó thân tình hơn một chút để tìm hiểu kỹ hơn. Xin mời em thưởng thức món gà rang lá chanh. Đây là món gà sốt chanh dây của nhà hàng Việt Phố ha. Bây giờ ăn và tâm sự với nhau. À, em cảm ơn chị. Ít phút là Tường quay lại liền đó, tranh thủ thời gian nha. Anh mời em ạ. Dạ, anh mời. Anh lên sống ở Bình Dương bao lâu ạ? Cũng được 4 năm mấy vậy. Học xong rồi ra trường. Em thì ở trên Đồng Nai á, trên đó thì kết hôn xa vậy thì gia đình anh có phản đối gì không? Anh nghĩ thì không đâu em, tại vì anh lớn rồi, anh đủ bản lĩnh để quyết định cuộc sống cho mình sau này. Anh đã đủ bản lĩnh để là lựa chọn bạn đầu của anh.
Vậy anh có người thân ở trên Bình Dương không, hay là mình ở quê mình lên đó mình sống luôn à? Anh có mấy chế mấy em ở gần đó. Em thích ăn dạng là món gì nhất? Cơm gia đình thì em thích ăn canh chua. À, anh thích ăn canh chua với cá kho, cá nhỏ nhỏ kho đó anh rất thích. Cá rô rồi với miền Tây hả? Ừ, đúng rồi. Anh với em quen được từ khi nào em mới yến quyết hôn nhân được? Về tuổi của em thì năm nay hoặc năm sau có thể kết hôn được. Nhà em thì cũng nói, nhưng mà quan trọng là tình cảm nó có đủ để kết hôn hay không thôi. Sao khi kết hôn em thích sanh trai hay gái? Con gái. À, anh cũng thích gái. Tại vì thường thường nghe anh nói là sanh gái là giống mẹ sẽ dễ thương nhiều hơn. Em thích con gái tại vì có thể là điệu đà rồi đó. Thích à, hơn dạ. Anh cũng thích gái hơn trai. Cho anh hỏi cha mẹ mình có khó không? Khó thì sao anh? Anh mỗi khi anh lại nhà chơi, anh thường hỏi gì đó thì anh sợ lại nhà chơi là bị nói này nói nọ. Anh thì tính của anh đó là sợ bị nói này nói nọ. Khó thì gọi là không khó lắm, nhưng mà dễ thì cũng không dễ lắm. Nói chung là mình làm sao đúng với lại phù hợp thì là ok. Dạ. Nhưng mà con trai thì phải mạnh mẽ cái đó, phần đó lên, phải chủ động mấy cái phần đó thì người lớn người ta sẽ đánh giá tốt hơn. Đôi khi mình cũng nói thật lòng, là sợ suy nghĩ nhiều vấn đề khác. Yeah. Thường là con trai là để kết hôn thì họ sẽ chuẩn bị giống như về tương lai sắp tới, hoặc là đến khi kết hôn thì mình sẽ chuẩn bị nhiều thứ. Thì về phía anh đã có chuẩn bị cái gì chưa? Thì chung là vấn đề đó thì anh cũng đã chuẩn bị rồi. Gia đình cũng hối anh 2-3 năm nay rồi. À, anh ấy hẹn lần thôi, hẹn được. Cho tôi hỏi sâu vô cái chỗ này nè. Tôi biết ý bạn gái muốn hỏi mà bạn ngại nè. Rồi, chuẩn bị là ví dụ như là lấy nhau về, sống ở đâu? Có làm dâu không? À, trước mắt thì chắc là em thuê nhà thôi. Còn làm dâu thì không. Tại vì em sống tự lập ở đây. Ví dụ sau khi cưới xong thì bao nhiêu lâu có con? Thì theo phản ứng thôi chứ em đâu có quyết định đâu được. Có kế hoạch của mình chứ, về kinh tế chứ, có đủ tiền nuôi con rồi mới đẻ con. Đấy, thì em có đủ, mà quan trọng là phản ứng nó chịu hay không. Đôi khi chịu dạ, năm sau có cũng được. Phụ nữ ta quan trọng là phải an cư lạc nghiệp, đúng không em? Nhà cửa thì chắc khoảng 3 năm nữa. Tại vì em sống ở trên Bình Dương, lập nghiệp ở Bình Dương luôn, em không về quê. Đó là cái kế hoạch đó. Dạ. À, bạn nữ là thường người ta muốn biết người đàn ông phải có kế hoạch rõ ràng. Chúng ta không cần giàu có, nhưng mà người ta cần đàn ông phải có bản lĩnh, có trách nhiệm và có công việc ổn định. Rồi kế hoạch bây giờ chưa có thì hai vợ chồng cùng làm, nhưng mà phải có một cái kế hoạch ngắn hạn và dài hạn. Thống nhất không? Dạ. Rồi bây giờ để cho các bạn hiểu nhau nhiều hơn, Tường sẽ có vài câu hỏi dành tặng cho các bạn. Rồi chúng ta sẽ bóc và hỏi đối phương những cái điều trong này, yêu cầu đối phương thực hiện. Một tấm quan điểm về việc nhìn cho bạn gái đến khi kết hôn. Rồi em nghĩ sao? Cái này thì chung cũng bình thường, giữa em với bạn gái của em thống nhất với nhau thì được. Thống nhất cái gì? Vì thống nhất về việc hai đứa không vượt quá giới hạn. Em cũng đồng ý chuyện đó. Dạ. Rồi mời em. Bạn nam đến bạn nữ trong vòng 15 giây. Trời ơi, bóc cái câu hay ghê. Mời bạn nam qua bế bạn nữ trong vòng 15 giây. Em đang lên 4kg. Có nhiều cái để thử lắm. Thứ nhất là thử cảm xúc, thứ hai là thử sức khỏe. Tùy năng lực em, đừng nhìn chị gì hết trơn. Em muốn làm gì em làm. Cho anh xin đất bé em đấy nha. Sao sẽ đập đầu người ta vô cửa kìa. Đó. Trời ơi, đó. Nổi không? Nhúng nhúng coi, nhúng nhúng coi. Dạ, bình thường chị. Rồi, được. Đồng ý, duyệt. Đào tài người ta quá phải không? Rồi, rồi. Dạ rồi. Có cảm xúc gì không cưng? À, có. Hả? Cảm xúc sao? Cảm xúc của em rất là vui. Em không biết diễn tải thế nào mà rất là vui. Có chút hồi hộp. Em có cảm xúc gì? Có cảm xúc gì không? Cũng có cảm xúc. Cũng có điện chạy rần rần ha. Nó chú âm dương mà đụng vô nhau sao mà không nẹt điện được. Bây giờ là cho các bạn thêm một cơ hội nữa nha. Hai bạn hãy nói cho nhau nghe, hiện tại giờ phút này ngồi tại đây thì mình đang suy nghĩ điều gì và cảm xúc của mình như thế nào? Em đến đây là có duyên rồi, thì để có thời gian mà đến đây thì mình cũng trải qua nhiều vòng. Thì đến đây đã có duyên rồi thì gặp nhau lần này và cái cảm xúc nó có bấm nút hay không á là còn có cái nợ về sau nữa. Thì em cảm thấy anh này thì về ngoại hình thì định nói với em là ok. Còn về tương lai lâu dài á thì cái này mình sẽ tìm hiểu thêm để có thể biết thêm tương lai lâu dài hơn. Còn em? Em thì thấy bạn thì đối với em thì
tốt. Chung là em kiếm một mẫu phụ nữ giống bạn ấy. Đúng ý rồi phải không? Dạ. Trong lòng mình hiện tại cảm thấy như thế nào? Trong lòng của em thì rất chi hồi hộp. Không biết bạn ấy có chịu bấm nút không? Nếu bạn ấy không bấm thì em có bấm không? Bấm. Mặc dù cổ như thế nào, tùy dạ. cổ. Dạ. Em quyết định bấm. Vậy thì chị cho em thêm một cơ hội để tỏ tình với cổ. 30 giây dành cho em. Em nghĩ anh về anh thế nào? Trời, cho mình cơ hội để thuyết phục người ta chứ còn hỏi không, người ta em, nữa. Em hỏi rồi em mới nói chị. Về em suy nghĩ của em á thì miền Tây á thì cái cách nói chuyện của em với anh á sẽ phù hợp, sẽ dễ gần hơn. Nên cảm giác là lần đầu tiên mà nói chuyện thì có cảm tình hơn một chút xíu, nhưng mà anh hơi rụt rè. Em đồng ý bấm nút đi, anh với em sẽ về quê em hay về quê anh gì đó để mình đi du lịch chỗ này chỗ kia chơi. Miền Tây mình thì nhiều điểm du lịch mà. Đó là tỏ có tình đó hả? Em. Trời ơi, tỏ tình. Thực tế hả? Thực miền Tây thực tế, à, người miền Tây là thật thà. Thật thà, nghĩ sao nói vậy. Bấm nút xong đi về quê chơi, quê ai chưa biết, đi du lịch với nhau cho nó vui để tìm hiểu, đúng không? Rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Bây giờ suy nghĩ thật kỹ. Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân nha. Rồi, nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3 Hết thời gian. Hợp, cặp đôi này đẹp đôi đó. Nhưng mà em phải mạnh dạn hơn một chút, tự tin hơn một chút nữa. Tại vì bạn trai với bạn gái hỏi ý kiến nhau, nhưng cái quyết định em phải đưa ra chính kiến của mình trước. Mình cứ tưởng đâu mình nói mình tùy người ta là lịch sự, nhưng không phải. Phụ nữ muốn nghe chính kiến của đàn ông trước, rồi người ta mới đưa cái ý của người ta ra. Thí dụ như chị nói ví dụ, hôm nay anh nhớ em quá, anh đến đưa em đi chơi nha. Mình phải đưa ra câu đó. Còn bạn gái sẽ, dạ, thì mình tới. Thôi anh ơi, hôm nay em bận, hôm nay em mệt, ngày mai nha. Còn nếu em không nói gì trơn, em ngồi em chờ, rồi cái người ta trách tại sao anh không tới, em nói là tại vì anh đợi em kêu. Đâu có, không có chuyện đó. Hiểu ý chị nói không? Dạ, hiểu. Tự tin lên, quyết đoán hơn và phải luôn luôn đưa ra ý kiến. Dạ. Rồi, mời hai bạn về một phía. Em cảm ơn chị. Nắm tay nhau đi hai bạn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ dành cho nhau một nụ hôn rất nhẹ nhàng để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta bấm nút hẹn hò với nhau. Em cho anh hôn em. Tay trắng quá. Sao cảm nhận như thế nào? Run. Chị biết là em rất run. Chân thành ha, cố gắng gìn giữ và giữ cái cảm xúc y như ngày đầu mới gặp nhau. Cố gắng ha, có gì ảnh có hơi nhát quá thì cũng hỗ trợ ảnh chút xíu. Được, chàng trai này thật thà chất phác đó. Chúc mừng hai em. Mặt hai người cũng có nét giống giống nhau nha. Thiệt luôn á, cận vô hai người giống nhau lắm luôn. Như vậy là ngày hôm nay là bà Mai thành công rồi quý vị ạ. À, chúng ta sẽ chờ đợi tin vui từ cặp đôi này nha. Tường xin gửi tặng hai bạn, đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống rạp chiếu phim CityBox 212 Lý Chính Thắng. Đến đây tìm hiểu nhau, xem những bộ phim rất hay nha. Và bây giờ thì chúng ta xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình Hẹn Ăn Trưa vào lúc 10 giờ sáng thứ 3, thứ 5, thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại. Mối tình thứ nhất là em quen nhau được 6 tháng. Trai tao chia tay. Người ta cắm sừng em. Người ta cắm sừng em. Mà em bắt tại trận không hay là em đoán dạ, thôi? Dạ em bắt tại trận luôn ạ. Bắt tại trận luôn. 5 năm qua mình có để ý ai, mình thích ai không? Cũng có để ý nhưng mà nói chung mình nhát, mình không dám nói ra. Mình thích gái không? Dạ thích. Chắc không? Dạ men à. Men à. Thật hạnh phúc khi anh có em ở bên anh dù bão tố mưa xa. Em 50kg, anh không biết là anh có thể bế được em không nhỉ? Thử liền chứ. Thử liền. Trời ơi, người ta tạo cơ hội cho kìa. Mấy ngày trước. Wow. Wow. Khi hai ta về một nhà, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống cho nhau một đời.
Tường và Hứa Minh Đạt hân hoan chào mừng quý vị đã đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cho chương trình. Phải có lời khen với chị Tường, với lại cái ngày hôm nay trang phục hay quá Tường. Được rồi, bây giờ mình nhìn xuống nè, nhà trai nhà gái có đầy đủ hết trơn rồi nè, khán giả có luôn rồi nè, người ta đang chờ đón ông mai bà mối làm cái gì, làm gì? Nhiệm vụ là mai mối kích hoạt cái chương trình ngày hôm nay. Đúng rồi, một lát những cái nút á, những cái bấm á là bấm nó sáng đèn hết, sáng đèn hết. Vậy mình đập tay cái này bấm không được hư nha, không là sáng đèn hết nha, còn không sáng là chị sáng á. Rồi, kính thưa quý vị, và bây giờ thì các tôi xin mời quý vị sẽ hướng mắt về sân khấu chào đón hai chàng trai của chương trình ngày hôm nay. Xin mời. Ổn định vị trí hả chị? Rồi. Và hãy chào đón hai cô gái xinh đẹp bên nhà gái nào. Bây giờ thì chị Tường sẽ bắt đầu ha. Hello chàng trai ở ghế màu xanh hy vọng. Em xin chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt cùng hai bạn nữ và khán giả. Em tên là Trần Trung Hiếu, em 26 tuổi. 26 tuổi. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống ở thành phố Vũng Tàu. Ồ, là từ Vũng Tàu lên đây ghi hình. Dạ. Mình đã có thường hay lên thành phố chơi không? Dạ có. Có gì đâu rung dữ vậy cưng. Trời ơi, chị Tường có làm gì đâu mà tay rung dữ vậy, hít thở nè. Truyền cho tí năng lượng nè. Trung Hiếu đang làm công việc gì với Vũng Tàu? Em quản lý khách sạn ạ, kiểu như là sổ sách với cả ở quầy lễ tân đó chị. Có nghĩa là nhà em mở, khách sạn đó. Khách sạn đó của nhà, ở nhà mở. Rồi em tiếp đón khách, rồi em sổ sách, rồi em thu tiền. Vậy là em làm chủ, nói đại làm chủ nhà khách sạn điều kiện, đi. Điều kiện quá. Cho quá thiệt luôn à. Khách sạn mấy phòng? Dạ, 13 phòng. 13 phòng, Vũng Tàu chỗ nào để tuần sau chị xuống chơi nè? Dạ, tuần bãi sau chị. Chị xuống có phòng của chị ở không? Có. Có được giảm giá gì không? Miễn phí. Miễn phí nha. Miễn phí nha. Dở. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em theo mọi người nhận xét là em vui tính, hòa đồng, dễ gần. Lúc rảnh rỗi thì em đọc sách với cả đi xem phim. Điểm yếu của em là hơi bừa bộ, đôi lúc mà phải quên. Có bạn gái ở trên thành phố thì bao lâu lên thăm bạn gái được một lần nè? Dạ thì thường xuyên lên cũng được ạ. Thường xuyên lên rồi bỏ những cái khách sạn dưới ai coi nè. Bố mẹ em ở nhà cùng bạn ấy. À, rồi đó là thông tin của chàng trai Trung Hiếu nha. Thì bây giờ là cô gái ngồi ghế màu xanh giới thiệu về mình đi cưng. Con chào chú Đạt. Con chào chú Đạt. Con chào chú Đạt. Chú Đạt chào con. Dạ. Trời ơi. Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà con kêu tới bằng chú Đạt? Chú Đạt năm nay là chỉ có 18 tuổi thôi nha con. Con 22. Con 22 hả? Vậy thì xưng anh em đi, 22 tuổi hả? Dạ, con tên là Anh Thư, nhưng mà bạn bè con hay gọi con là Trứng hoặc là Trứng Muốn. Hiện tại thì con đang học năm 3 tại Đại học FPT Hồ Chí Minh. Thôi xưng anh em đi, chứ con kỳ quá ha, ha Tường ha? Tự nhiên kêu con gì, đi. Kêu bằng trời gì, chị Cát Tường hay con, là... Tôi dạ, lắm. Chị Cát Tường dùm tôi cái đi. Kêu bằng chú Đạt mà kêu bằng chị Cát Tường kìa. Nó hơi kỳ kỳ á nha. Anh Thư à? Ai bị chú Đạt để râu? Trứng ạ. Trứng hả? Trứng muối hả? Ở đây là con ở đâu? Dạ, con ở quận 9 ạ. Ủa, dẫn con luôn hả? Ở đây với ai? Dạ, con ở với bạn con, bạn cùng phòng. Thuê nhà ở quận 9 ở cùng bạn. Dạ. Rồi gia đình thì... Gia đình thì ở Gò Vấp. Rồi điểm mạnh điểm yếu con là gì? Con cảm thấy con là một người nhẹ nhàng, nữ tính. Con cũng có tính kiên nhẫn khá là cao. Thường khi mà rảnh rỗi thì con hay đan móc áo đồ. Len hả? Dạ đúng rồi, đan móc len. Trước đây thì con có làm những con thú bông bằng len nữa. Hiện tại thì con đang làm một cái áo khoác. Cũng gần xong là còn một cái tay áo nữa thôi là xong. Dự định cái áo đó là mình mặc hay là tặng cho ai? Chắc là con tặng cho mẹ. Còn về điểm yếu thì chắc là mọi người hay nói con là sống khá là chậm. Sống chậm? Dạ. Sống chậm là sao? Nói chung là con làm gì cũng chậm hết. Ví dụ như là đi xe đi thì mọi người mất 30 phút thì con mất tới tận 1 tiếng lận. Rồi nấu ăn các thứ thì con cũng biết, nhưng mà thường thì khá là ít nấu ăn. Tại vì mẹ thấy con nấu chậm quá cho nên là đuổi con ra khỏi bếp. Không, chậm chậm cũng tốt. Vì đó là cái tính tốt, mình kỹ lưỡng thôi. Thôi nhưng mà đừng có chậm quá thôi chứ. Dạ. Ví dụ nấu tô mì mà nấu 1 tiếng đồng hồ tô mì đó ăn xong dạ không, mì thì tầm 3 phút thôi là được rồi. 3 phút là được hả? Dạ. Hay quá. Rồi, đó là thông tin của gái màu xanh chị ơi. Bây giờ đến chàng trai cái đỏ nha. Em tên là gì? Em tên đầy đủ là Trần Văn Phước. Năm nay em 23 tuổi, quê quán ở Cam Ranh, Khánh Hòa.
Dạ, hiện tại thì em đang ở Thủ Đức. Dạ, hiện tại thì em đang làm nhân viên kinh doanh của một đại lý ô tô ở quận 3. Ngoài ra thì buổi tối thì em vẫn còn đang học liên thông, cũng gần xong rồi. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Theo như em cảm thấy thì em tính chịu khó. Cảm nhận em có cái lòng... Lòng gì? Dạ, cái lòng nhân hậu á. À, dạ, tưởng lại là lòng tham vô đáy. Chăm chỉ, chăm chỉ trong công việc. Rảnh rỗi thì em hay đi đọc sách, uống cà phê. Ngoài ra thì thích đi làm từ thiện. Thường thì mình làm công quả trong chùa. Học thì mình theo hội nhóm. Thì mình nếu mà vật chất mình không nhiều thì mình bỏ công thôi. Thêm cái nhược điểm của em thì có vẻ như là em cảm nhận thì có vẻ là em ít nói. Em hơi nhát khái một xíu. Em thì thuộc tấp người lãng mạn, nhưng mà cái kiểu như là cái cách thể hiện á thì em không được thể hiện tốt. Ủa, tiếp người lãng mạn mà không thể hiện tốt rồi sao ta biết mình lãng mạn? Dạ thì em đang cố gắng khắc phục. Lãng mạn là sao? Ví dụ một vài cái lãng mạn của em chị coi nghe coi nè. Dạ, ví dụ như đi chơi đó thì có những cái mà mình set up, mình chuẩn bị thì muốn gọi là mình cảm thấy là như vậy là thích hợp đối với mình, nhưng mà đặt vào cái tình huống thực tế thì mình vẫn còn hơi nhát, mình chưa làm được tốt nhất như mình nghĩ. Có nghĩa là nếu mà có cuộc hẹn là em có chịu có đầu tư vô, dạ, có sắp rồi. Xếp cho nó nhìn cho nó cái dạ. Lãng mạn phải không? Ý là vậy phải không? Dạ đúng rồi. Khung cảnh đồ nến và hoa đồ này kia thí dụ vậy đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. À, vậy là tốt rồi, cứ tiếp tục phát huy nha. Rồi bây giờ là cô gái ngồi ghế màu đỏ. Lần đầu tiên cho em xin được phép chào anh Hứa Minh Đạt và chị Cát Tường. Em xin tự giới thiệu, em tên là Vũ Thị Hương Lan, năm nay 20 tuổi. Đang là sinh viên năm 2 của trường Cao đẳng Công Thương. Em sinh tại Ninh Bình, theo chân vào bố mẹ đây vào lập nghiệp là năm em 4 tuổi. Đến đến nay là 16 năm. Điểm mạnh em biết em là gì? À, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, hơi nhây thôi. Giỡn nhây hả? Dạ vâng. Ở nhà em hay giỡn nhây nhiều? Dạ, ở nhà em hay giỡn với thằng em của em là nhiều. À, hai chị em đều nhây với nhau? Dạ vâng. Thấy nhà bắt đầu vui vui rồi đó. Rảnh rỗi em thường hay là phụ giúp ba mẹ bán hàng. Nấu ăn thì món nào cũng nấu được hết á. Dạ đâu? Vâng. Cho anh cái thực đơn rồi kể chơi rồi. À, ví dụ là bún bò, bún riêu, nói chung món nào cũng nấu được hết ạ. Bánh bao. Dạ vâng. Bò kho. Dạ vâng. Được luôn. Dạ vâng. Hay vậy ta. Thường thường ở nhà thì ai nấu cơm? Dạ, ở nhà em là bếp chính. Ở nhà em là bếp chính. Điểm yếu của em là hay quên. À, lần kia là đội nón bảo hiểm mà cứ đi kiếm đi lui. Đang đội nón bảo hiểm trên đầu. Đang nón trên đầu mà đi tìm cái nón bảo hiểm. Dạ vâng. Có thiệt luôn hả? Dạ có. Rồi dễ thương quá. Đó là thông tin của gái màu đỏ. Bây giờ mình đi tới tình trường nha cưng nha. Rồi bây giờ Trung Hiếu nè, trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em chưa có mối tình nào chính thức. Vậy là có mấy mối tình không chính thức? Có nghĩa là em chỉ có một mối tình thời đi học thôi. À, mối tình trong sáng thời đi học. Mối tình đó kéo dài được bao lâu? Cũng được 6 tháng. Thì do bạn nó đi học xa quá là... Mà đi học là lúc đó mới có 18, 20 rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi sao tới giờ này luôn mà cũng chưa có thêm cái mối tình nào? Cũng ngon lành ông chủ đồ công việc ở Vũng Tàu cũng tấp nập người ra kẻ vào mà sao không có ai? Dạ tại cũng chưa có cơ hội đi tìm hiểu. Chưa có cơ hội? Có nghĩa là em chưa tìm được người nào ưng ý. Kén quá không? Không, không kén, nhưng mà nói chung là em chưa tìm được. Tại em cũng nhát quá chứ. 5 năm qua mình có để ý ai, mình thích ai không? Cũng có để ý nhưng mà nói chung mình nhát, mình không dám nói ra. Mình thích gái không? Dạ thích. Chắc không? Dạ men rồi. Men à, phải chủ động chứ. Đàn dạ. Ông thanh niên phải chủ động mới lấy được vợ chứ. Bây giờ giả tỷ hôm nay chị có làm mai được cho em đi chăng nữa, mà bây giờ em đi ra ngoài em hẹn hò mà em không chủ động người ta thì làm sao bắt chuyện được. Dạ. Mình phải chủ động. Dạ. Chứ đừng hỏi là em muốn sao, em muốn cái gì, mà mình phải đưa ra luôn. Thứ năm này anh lên nè, thứ bảy này anh lên nè. Làm vậy được không? Dạ được. Cố gắng nha. Dạ, dạ. Nhà hối thúc lấy vợ chưa? Dạ hối rồi ạ. Hối lắm rồi đăng ký vậy. À, hối về đàn phụ là kinh doanh đúng không? Dạ. Giờ yêu cầu của gia đình mình, bản thân mình đặt ra là cái người bạn nữ, cái vợ tương lai mình là như thế nào? Tầm khoảng 1m5 là được. Để tóc dài, đức tính hiền lành, tốt bụng và dễ nhìn là được. Ừ. Giờ cô gái của tôi nè, trứng muối. Con trứng muối, cuộc tình của con có mặn không? Hãy kể chuyện tình trường của con đi trứng muối. Dạ thì chính thức thì con có 2 mối tình. Có 2 mối tình. Dạ. Một mối tình là vào năm lớp 12. Quen được 1 năm rồi chia tay. Con cảm thấy là bạn nó không có ý chí. Mối tình thứ hai sao nè? Mối tình thứ hai là vào năm đại học thì con quen được 2 năm thì chia tay. Thì chung quy lại là do khoảng thời gian dịch á, cho nên là bạn thì về quê còn con thì ở trên này. Bạn nó lại làm photographer nữa, đi chụp hình nhiều thì bình thường bạn đi chụp hình mấy bạn nữ thì con không có ghen lắm. Tại vì ghen thì làm sao mà bạn nó tiếp tục được với đam mê của mình. Cái đợt dịch đó thì bạn về quê bạn chụp hình một bạn nữ rồi bạn khoe con.
là bạn nữ đó xin không, rồi bạn nữ đó xin Facebook nè. Tự nhiên đem về khoe hình coi đẹp không, mà ghen một người phụ nữ khác chứ mặt người yêu mình cũng... Con cũng có nói không thích rồi, nhưng mà tình cảm giữa hai đứa thì nó cũng nhạt dần, rồi chia tay thì tầm 2 tháng sau là hai bạn nó tiến tới với nhau. Chia tay thì ai cũng có lỗi cả, thì lỗi một phần cũng là tại con không có thể hiện tình yêu quá, không có ghen á, cho nên là bạn nó chắc là cũng buồn. Thôi kệ, bỏ những cuộc tình đó đi. Dạ. Giờ mình chững chạc rồi. Dạ. Chuẩn bị tiến tới cuộc tình thứ ba nè. Dạ. Mẫu hình của con là gì? Con thì thích bạn trai của mình thông minh, lanh lợi, hoạt bát, cao trên 1m75 để có thể cho con cảm giác yếu đuối, được bảo vệ một chút, tại vì con cũng khá là cao. Uh-huh. Con cao 1m65 rồi, đi thêm đôi guốc vô thì thành 1m7 mất. Dạ. Thật thà quá vậy ta. Bây giờ con có thể, thí dụ nè, con có thể chấp nhận được tật xấu gì của bạn trai mình? Hút thuốc thì có lẽ là không được, nhưng mà những cái khác thì ở một mức độ nào đó thì con vẫn chấp nhận được. Rồi, bây giờ tươi tỉnh lên nha. Đâu? Rút kinh nghiệm nha, mình lãng mạn lên nha, mình giới thiệu tình. Lãng mạn mà khô khan là tôi thấy kỳ kỳ vậy ta. Mấy mối tình rồi? Em có 2 mối tình chính thức. Thì mối tình đầu tiên thì là ở vào thời cấp 3, là năm lớp 11. Ừ. Và em có quen với bạn đó thì khoảng nửa năm á. Đôi lúc xảy ra việc thì cái đó là em sai, thì em nhận lỗi luôn, năn nỉ luôn. Xin lỗi năn nỉ xong rồi vẫn tái phạm? Dạ không có tha lỗi cho em, cho nên là... Là chia tay đó? Dạ thì chia tay, dạ thì mình vẫn cứ chấp nhận thôi, giờ mình đã năn nỉ rồi, mình nhận sai rồi mà. Bạn đó cái kiểu có việc riêng á mà thấy khó chịu á, em cũng đang có cái việc riêng nhưng mà chưa chia sẻ gì hết mà để cọc thì đâm ra nó xích mích đó. Cái thứ hai á thì em có quen một bạn nữ cũng được 4, cũng được 5 tháng á. Dù gì thì mình quen đồng ý là mình phải dung hòa cho nhau thiệt, nhưng mà có nhiều cái mình phải chấp nhận và sửa đổi đó, mà bạn đó thì cũng không có gì sửa đổi gì nhiều. Lại là cũng còn ham chơi nhiều quá nên là em cũng không có thích. Mối tình cái kiểu cũng chưa chính thức là có quen bạn cũng lớn hơn 2 tuổi, cũng chưa chính thức là quen. Thì em cũng trong quá trình tìm hiểu được cũng 2 tháng á, kiểu như là mình muốn cho ta tốt nhất có thể á. Thì mà mình để lâu quá mình mới cảm nhận là mình bị lợi dụng là chủ yếu chứ mình... Lợi dụng gì em? Vậy thì... Không thể xác. Dạ cái đó là chưa. Tiền bạc là và cái công sức của mình á. Bạn đó có nhiều cái mà cũng hơi quá đáng quá, thì em thấy mình cũng không có nên tiếp nữa. Dù gì thì người ta cũng đã không trân trọng mình rồi, thì tốt nhất mình có điểm dừng. Dạ. Tại em quen mấy người lớn hơn có 2 tuổi ta mới lợi dụng em. Em quen lớn hơn 20 tuổi là người ta nuôi em. Sắp tới muốn tìm một người bạn gái như thế nào nè? Cái tâm lý của em thì muốn quen lâu dài. Bạn nữ thì yêu cầu của em thì cũng cao khoảng 1m6 trở lên. Hai thì cân nặng khoảng 50kg trở lên, chăm chỉ một xíu. Với lại là có cái lòng nhân hậu, biết quan tâm, lắng nghe và chia sẻ. Cái mà em sợ nhất đối với bạn nữ là nhiều khi mà bạn đó im mình không biết như thế nào á. Cái tính của em thì dở một cái là mình... Đoán. Dạ mình đoán, em hơi dở thiệt. Nên là muốn gì cứ nói phải không? Dạ đúng rồi, tính em vậy, em thích như vậy. Để mình, ví dụ như là mình sai thì mình sẽ sửa. Sao, em có thích gu lãng mạn không? Dạ em có thích ạ. Có thích đúng không? Dạ. Có thích thì giờ em kể nghe về những mối tình của em cho anh nghe đi. Em đã trải qua 2 mối tình. Mối tình thứ nhất là em quen nhau được 6 tháng. Trai tao chia tay. Người ta cắm sừng em. Mà em bắt tại trận không hay là em đoán thôi? Dạ em bắt tại trận luôn ạ. Bắt tại trận luôn. Thấy người ta dắt nhau đi với lại ôm hôn đồ các kiểu. Dạ. Phản ứng của anh sao? Người ta cũng dễ bất ngờ thôi. Em về em nói thẳng là câu chia tay đi. Mối tình thứ hai là em cũng quen được 6 tháng. Số 6 nó bám em vậy luôn hả? Dạ vâng. Người ta kiểu như là cọc tính với lại không quan tâm gì tới em. Em là người nói lời chia tay chứ. Nhưng mà có động tay động chân không? Dạ, chưa. Chưa. Dạ vâng. Nhưng mà nếu mà không chia tay là cũng dẫn đến cái điều đó phải không? Cái cọc cằn thô lỗ phải không? Dạ vâng. Có nguy cơ và bạo lực phải không? Dạ. Những người đàn ông đó nên tránh xa. Nên tránh xa, bé này thông minh, tương lai còn dài cơ. Nhất là không bao giờ được vũ phu. Dạ. Không bao giờ được mà động tay động chân. Ba mẹ mình sinh ra mình đẹp mà sao để cho trai quýnh, đúng không em? Dạ đúng rồi. Mình quýnh trai thì ok. Đúng rồi, cái đó em thích á. Hai mối tình đó có gì đâu mà vương vấn, không có vấn đề vương vấn vương. Bây giờ là mình mở trái tim mình ra thôi, đúng không? Bây giờ muốn tìm một người như thế nào nè? Em muốn tìm một người là trưởng thành, có ý chí cầu tiến,
cao hơn em là được rồi. Em cao mét mấy? Dạ em cao mét tầm 65. Thông minh, lanh lẹ, hoạt bát, qua biết quan tâm, đặc biệt là chiều em. Ok, hy vọng hôm nay tụi em sẽ chọn được nha. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân ở dưới nè. Dạ em chào chị Cát Tường với cả anh Hứa Minh Đạt. Thì em là em gái của anh Hiếu ở bên ghế màu xanh bên này. Rồi. Thì ở theo cảm nhận em ruột hả cưng? Dạ đúng rồi, anh ruột. Rồi dưới đạo luôn hả? Dạ em là trời mít. Ơi, con bé gái dễ thương, dễ sợ ha. Mà ông anh sao đục rè quá vậy trời. Thiệt tình. Anh em thì là hiền, tính hiền, dễ tính nhưng mà có cái là ít nói, chưa có bày tỏ cảm xúc của mình nhiều á. Cho nên vẫn còn ế tới giờ. Dạ theo em thì bạn gái ở bên ghế màu xanh thì rất là xinh xắn, cũng bằng tuổi em cho nên cũng sẽ, nếu như mà là chị em thì sẽ rất là dễ thương. Với cả anh em ở nhà thì cũng rất là cưng chiều em á, cho nên em suy nghĩ là có người yêu á thì cũng sẽ rất là cưng chiều người yêu á. Rồi cảm ơn em, hy vọng hôm nay anh của em sẽ gặp may đó. Rồi chào hai em gái bên này. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Hứa Minh Đạt ạ. Em là bạn của bạn trứng muối. Em nghĩ là anh ghế màu xanh hợp hơn cái bạn trứng muối của em ạ. Em chào chị Cát Tường, chào anh Hứa Minh Đạt. Em là chị của trứng muối. Cái anh ghế xanh bên đây thì em thấy là anh khá là rụt rè, còn bạn em thì rất là hiền, nên là em mong là anh sẽ tấn công nhiều hơn. Mong là hai người sẽ cho nhau một cơ hội. Em thấy anh rất là phù hợp với em của em. Dạ, rồi, cảm ơn tụi em. Đó là ý kiến của nhà người thân ha, của hai người ngồi ở ghế màu xanh hết. Bây giờ thì chúng ta sẽ mở cửa trái tim để coi coi là có lắc có liếc gì không. Ừ, mở cửa trái tim. Tan 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 tan. Đó. Đấy nè, rồi. Đến với chương trình này thì anh có bó hoa tặng em nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn anh ạ. Cái bó quà thì tôi thấy rồi đó, mà hai cái thùng quà đó là hai kích cỡ khác nhau. Cái thùng đứng, cái thùng chữ nhật thì nó có khác nhau trong không? Một cái nó đứng, một cái nó nằm. À, cái đứng, một cái đứng, một cái nằm. Có gửi gắm gì vô trong không? Vì em nói đi, em thích đứng hay thích nằm? Em thích đứng. Thích đứng, à ở đây có đứng nè. À, thích đứng. Đứng sao em, mở ra coi trong đứng. Mở ra, thích đứng nè. Wow. Oh wow. Cái gì nè? Em rất là cảm ơn anh, em cũng rất là thích gấu bông ạ. À. Đứng ha, rồi bây giờ nằm coi kìa. Rồi nằm nè. Nằm sao nè? Wow. Wow luôn. À, cái đứng cái nằm. Cái mặt ác ha. Đầu tiên thì em thấy hai bạn khá là, hai bạn nữa khá là xinh. Với lại là hiền nữa. Cái cách ăn nói nó nhẹ nhàng. Dạ thì ấn tượng đối với em là như vậy. Không biết là hai bạn ấn tượng như thế nào về mình hả? Mình thì thấy bạn là trưởng thành, chín chắn, đặc biệt là điển trai. Điển trai. Trung Hiếu. Con nhìn hai bạn nữ rất xinh, các bạn rất tài năng. Bây giờ mình thể hiện tài năng nè, tại vì người ta nói mình có tài năng, em biết hát không à? Dạ em biết ạ. Rồi, thể hiện tài năng đi, hát cho nó. Bạn gái nè. Nó phát ra những cái khoảng lặng đi nè. Dạ. Em hát bài gì? Dạ em hát bài Một Nhà. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta về một nhà, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống cho nhau một đời. Dạ, em xin em. Yeah. Rồi, sắp có được một chàng trai về một nhà ha. Em có món quà tặng hai bạn nam ạ. À, trứng muối nè, mặn lắm nè. Em gửi anh ạ. Cảm ơn. Em gửi anh. Chụp trứng muối trọng hai em. Dạ không. Tôi viết mỗi quà nha. À, cái ly uống nước. Em có thể hiện tài năng ca hát múa nhảy rap rock gì không? Một cái em biết một ít rồi, nhưng mà em thấy nhẹ nhàng nhất là anh nên hát đi. Mặc dù em hát không được hay lắm. Dạ. Cái nhẹ nhàng là em hát, còn mạnh bạo thì em sẽ làm gì? Tính em cũng dễ thích nghi lắm, cái gì chơi được em cũng chơi được hết. Bây giờ làm gì nó mạnh bạo đi, biết bên đây hát em rồi. Em thì muốn hát thôi. À hát thôi. Thích đất cũng được ạ. Thích đất cũng được. Em sẽ cũng được. Dạ, hát trước nha. Dạ. Cảm ơn em đã đến bên anh, khi anh tay trắng tương lai chưa hoàn thành. Cảm ơn em đã kề vai sát cánh, thương một người dù đời còn bấp bênh. Thật hạnh phúc khi anh có em,
ở bên anh dù bão tố mưa xa. Bởi vì em là món quà vô giá, là cả cuộc đời tương lai của anh. Cả cuộc đời là tương lai của anh. Nói không tin bây giờ ta hết đất đi. Cái này cổ yêu cầu chứ không phải chị bỏ vụ này lâu rồi. Mà cái này bạn gái người ta yêu cầu. Đất mà. Sức khỏe nó. Vô. Vô. Một, đếm đi, muốn nhiêu thì đếm nhiêu. Đếm lớn lên. Ba. Em muốn bạn hết 4, mấy cái. 5 6 7 8 9 10. Rồi, được rồi ạ. Sao sức khỏe ổn chưa? Dạ, được. Ổn hả? Ổn. Bây giờ mà chàng trai ngồi ghế màu xanh hát tôi mới nể nè. Em không làm gì hết là coi như em thua đó. Tôi mới nể đó nha. Rồi, hát đi. Tôi xin hát bài anh ấy của anh là sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm êm, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi hết quãng đường. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe lời anh muốn nói. Vì em đẹp nhất khi em cười, và em là tia nắng trong anh, không xa rời. Trời đất ơi. Tôi biết bài này bài gì? Bài không cảm xúc. Không phải. Đúng không? Tại vì cơ mặt nó nhưng mà được nghe, nói chuyện khào khào nhưng mà hát cũng vô tông vô đồ lắm. Giờ em muốn anh làm gì? Dạ thôi chắc tha cho ảnh. Chắc trò chưa gì chân binh rồi, thiệt luôn chưa gì binh rồi. Anh hít đất được không anh? Hít đất được. Bây giờ anh phải được chứ em, chỉ nói chuyện nhỏ xíu. Mình phải lên gân liền chứ. Em muốn hít mấy cái nè? Hiểu không? Dạ chắc 5 cái. 5 cái nào chàng trai? Cái án gì cưng? Trời ơi, bài kiểm tra sức khỏe. Trời ơi, bài nó bỏ. Năm cái đi cưng. 5 cái nè chàng trai. Oh no. Anh kêu là hết đất chứ ngoài hết đít. Thế người em nó hẳn nè. Nó làm con cái mông quá. Đúng rồi. Đạt hết đất thử Đạt. Thử đúng không? Chị yêu cầu em 5 cái hả? Yêu cầu em 5 cái. Trời ơi đừng có giỡn với em vậy. Nghe luôn hay là thẳng nè? Ừ ngay. Chị muốn nghe thẳng nè. Ngang đi để coi cái hết là hết đít. Hết đất là nó hết dài. Một tràng vỗ tay cho ông Mai quý vị ơi. Hết đất là như vậy. Nè chàng trai, hết đất là như vậy. Nè, đó. Đó, ta xuống nguyên con thấy đó. Không? À, thấy hết đất chưa? Thấy chưa? Còn nãy là hất đít nè. Đất kỳ quá chết luôn à. Rồi, bây giờ hai bạn nữ nhận xét coi thể lực của hai chàng trai tôi như thế nào. Rồi, mời em ghế đỏ trước. À, bạn nam ghế đỏ là rất là giọng hát rất là ngọt, thể lực tốt, phù hợp với tiêu chí của em. Ô, quan trọng là phù hợp với tiêu chí của em. Rồi, em gái, nhận xét về chàng trai này coi. Thì bạn nam ghế xanh giọng hát cũng ổn. Cũng ổn. Thể lực. Thể lực thì rất là ổn. Có thể là rèn luyện thêm, có thể cải thiện thêm. Em 50kg ha. Anh không biết là anh có thể bế được em không nhỉ? Thử liền chứ. Thử liền. Trời ơi, người ta tạo cơ hội cho kìa. Bây giờ là bế hay là bế? Bế bằng bế nách hay là bế sao nào? Bế như này. Bế ngang đúng không? Rồi, bế ngang. Nhỏ sợ té đó nghe. Quay ngang trước. Wow! Dạ thể lực này cũng ổn. Ổn đúng không? Ổn mà chị vui hả? Ẩm có chút va chạm với bạn gái trong người cảm xúc như thế nào? Bạn nữ phù hợp với tiêu chí của em. Bạn nữ phù hợp với tiêu chí của em. Ủa dạo này mấy bạn trẻ đi nói thẳng câu cuối luôn cho không nhận xét gì hết trơn. Hãy tưởng tượng đây là ngày đầu, giống như là buổi hẹn hò đầu tiên nè. Nói gì đó. Gì đó. Lãng mạn nha. Cho anh xin phép nắm tay em nha. Nắm tay. Thì thực sự thì ấn tượng đầu tiên anh em thấy rất là dễ thương, nữ tính nữa. Anh thì nó hơi khô khan một xíu nhưng mà anh hơi khô khan thì em sẽ bù đắp. Anh thì có thể là không cho em được tất cả những gì mà em muốn, nhưng mà sẽ cho em những gì tốt nhất mà anh có và sẽ luôn quan tâm và chăm sóc cho em. Em cảm ơn anh ạ.
Dạ, nắm tay quyến luyến không muốn buông. Ổn không? Dạ ổn. Thấy vậy được không? Lãng mạn không cưng? Dạ. Rồi, cảm ơn em. Rồi. Rồi, tới mình học hỏi người ta đi. Hồi nãy mình chưa nói được tiếng nào luôn á. Dạ. Trời ơi, bà kêu anh đứng ngay. Bà nô mày gì? Anh thấy rất là dễ thương. Mong rằng sau chương trình mình có thể cho nhau một buổi hẹn. Dạ, dạ. Đi Vũng Tàu chơi. Rủ đi Vũng Tàu chơi. Nếu có dịp thì xuống Vũng Tàu chơi. Đó, hồi nãy chị nói sao? Chị nói cố định chứ không có cái dịp. Nếu có thể thì hôm nay xuống Vũng Tàu chơi. Có lẽ là hơi gấp thì mình có thể đặt một cái lịch khác. Dạ. Phải tự tin hơn rồi. Nữa, cái này kia hơn nữa mới được nha. Rồi, nói chung là cho thử sức rồi nè, cảm xúc rồi nè, nắm tay, nói chuyện, tỏ tình hết rồi. Bây giờ mới thời khắc quan trọng, mấy bạn thấy bên hông cái ghế mình là có những cái nút bấm không? Đặt tay vào cái nút bấm giùm cho dì Tường. Rồi nhìn thẳng về phía trước nha. Sau khi anh Đạt ảnh nói xong thì mình suy nghĩ cho kỹ, mình đưa ra quyết định của mình. Mình chọn cái người ngồi ở ghế màu gì thì mình bấm cái nút màu đó, có chừng lộn nha. Nhìn cho kỹ nha. Chúng ta cùng chọn nhau thì chúng ta sẽ là một cặp. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speed Couple nha. Bây giờ là khoảnh khắc quyết định. Đây là chương trình ghép đôi thần tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Các bạn hãy nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng nói của con tim mình và sẽ đưa ra lựa chọn của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 4 3 2 1 Em muốn tìm một người là trưởng thành, có ý chí cầu tiến, cao hơn em là được rồi. Tầm khoảng 1m5 là được. Để tóc dài, đức tính hiền lành, tốt bụng và dễ nhìn là được. Con thì thích bạn trai của mình thông minh, lanh lợi, hoạt bát. Bạn nữ thì yêu cầu của em thì cũng cao khoảng 1m6 trở lên. Hai thì cân nặng khoảng 50kg trở lên. Có cái lòng nhân hậu, rất quan tâm, lắng nghe và chia sẻ. Và bấm ạ. Chúc mừng các bạn. Rồi, xin mời hai nói gì đôi. Nữa các bạn hãy tự tìm tay nhau đi nào. Trời tự tìm ơi. Tay nhau đi mấy bạn ơi, tự tìm tay nhau đi cưng, tự tìm tay nhau đi. Cảm ơn em nhiều. Trời ơi, lâu lắm rồi mình mới được mình đi về đó. Lâu lắm rồi. Lâu lắm mới có cái cảnh này ha. Thường không ai bà mối toàn đứng xa xa nhau không hả? Thiệt tình. Hôm nay rất là vui luôn. Và bây giờ thì Tường xin gửi tặng cho mỗi bạn một phần sản phẩm cốt xúc gà của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị, tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Và sản phẩm này không có MSG và không dùng chất bảo quản. Cặp đôi mà bấm nút thành công thì chương trình sẽ dành tặng cho hai bạn một phần quà nhỏ, đó là gói premium của ứng dụng hẹn hò Speed Couple vừa ra mắt của nhà MCV, với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cho cặp đôi hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Trong ứng dụng này các bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai và mối rất là duyên dáng. Ứng dụng Speed Couple đã chính thức có mặt trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cộng đồng Speed Couple, có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón các bạn. Một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh, thân thiện sẽ giúp cho các bạn độc thân sẽ tìm kiếm được một nửa của mình. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình, đó là vào lúc 21h15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21h30 thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và một lần nữa cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speed Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Bây giờ thì Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị.